Hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Nay là 17 tháng 12 âm lịch rồi, năm 2023 rồi. Gia riêng là tới vụ ù vạt thì đây nay lên thanh lý cho anh em cò vạc. Đây là cò vạc của em nhé, bảo hành uy tín cho anh em luôn. Thanh lý cho anh em về qua Tết chơi. Mấy con này là cò bay này, cò bay để giá rẻ cho anh em. Số điện thoại là 0961690662. Đây là 4 con cò bay nha, 1, 2, 3, 4 này. Còn đây là vạc. Con này là vạc cắn nước này. Đây là 3 con bay. Ba con bay. Con này là con kéo vờn thôi. Con này con cò phóng. Anh em lấy về phóng tháng 3 cho nó mạnh mồi. Còn đây là hai con bay. Con bay ngoài lều này. Đang thay lông, đang đổ sang lông lông xám. Đây một em bay ở nhà nữa. Còn kia là đây là một cặp cứu ươm này. Còn kia là một cặp cắn. Thì anh em nào chơi mấy cái cặp mấy cái loại này thì alo cho em để giá rẻ cho anh em về chơi. Như mấy con bay này để thanh lý hết cho anh em. Đây là có 3 con bay này, 3 con xám bay này. Một con này thì đang thay lông cánh. Đấy, con xám thứ hai đây đang thay lông cánh này. Vừa đưa lên nó sợ, con lông mang. Đây. Đấy, còn mấy em cò đây nữa. Anh em nào thích thì cứ alo cho em. Vạc thuần hết rồi anh em ạ, đưa lên đây nó sợ thế không. Còn đảm bảo cho anh em nhé, em gửi đi cho anh em, em bảo hành luôn, bảo hành uy tín cho anh em luôn, thanh lý cho anh em giá rẻ. Anh em nào thích thì cứ alo. Điện thoại là 0961 690662. Đấy, là gặp em Hiệp. Anh em cứ alo trực tiếp em, là không thì nhắn tin qua Zalo cũng bằng cái số đấy luôn nha anh em nha. Ở gốc đào kia là cặp cắn này. Đây là hai em bay. Yak. Do có việc nên là Tết lúc bận quá không chăm được. Chăm được đến vụ tháng 3 thì ok, nhưng mà anh em nào thích thì rảnh rỗi thì bắt về nuôi tháng 3 chơi nó thuần là vừa. Tầm rằm tháng giêng này là bắt đầu đánh vạc được không. Đấy, mấy con cò. Cò thì đẹp tít thuần, đảm bảo cho anh em luôn. Con nào cánh sáng sạch. Chỉ có mỗi một em vạc sao này là em cắn này. Cái này cắn cắn đấy là chưa có cả.
Còn một đồ gươm đấy. Đồ gươm nó kêu suốt ngày. Cái này con cò thôi, còn toàn là bay với kêu. Bay về kêu ươm đi với cắn. Anh em nào thích thì cứ alo cho em. Đây. Còn con này con này bay ok. Uy tín luôn. Éc, éc. Bay kêu nó bay vừa gọi vặt xuống ok lắm anh ạ. Đấy, em kêu này cũng vừa kêu vừa bay luôn. Vừa kêu vừa bay luôn.
ếch 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 ếch